ơi, hôm nay Ngọc Lan sẽ đem tới cho mọi người đó chính là bình xịt điện COV20DB. Đồng thời trên tay Ngọc Lan đang cầm đó chính là máy phun xương cao áp Takio TK3X. Để biết được hai con bình xịt cũng như là máy phun xương này hoạt động như thế nào, bây giờ Ngọc Lan sẽ bật máy và test cho quý vị và các bạn cùng xem luôn nhé. Như mọi người có thể thấy là phun xương của chúng ta rất là mạnh, đồng thời là các tia xương rất là đều nhau. Với tốc độ phun xương như thế này và áp lực như thế này thì quý vị và các bạn hoàn toàn có thể an tâm là chúng ta có thể phun được phút trừ sâu này, hay thậm chí là có thể tưới nước cũng được. Đây ha, mọi người có thể nhìn thấy là mặc dù áp lực phun rất là mạnh nhưng mà không hề có tình trạng là cây của chúng ta sẽ bị táp lá hay là bị rách lá do bị phun quá mạnh. Do là TK3X này thì đã có chế độ tỉa phun xương rồi nên là mọi người hoàn toàn có thể an tâm sử dụng ha. Và vừa rồi Ngọc Lan vừa mới test thử cho quý vị và các bạn đó chính là bình xịt điện COV20DB và máy phun xương cao áp Takio TK3X. Ngọc Lan thấy rằng máy này sử dụng rất là tiện lợi và thêm vào đó là có thể tiết kiệm được thời gian cũng như là nâng cao năng suất lao động cho quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn hoàn toàn có thể quan sát thấy là những cây ngô mà Ngọc Lan vừa mới đi qua rồi á, thì mặc dù lực phun của TK3X rất là mạnh nhưng mà lá cây không hề có hiện tượng bị táp lá. Nên là quý vị và các bạn hoàn toàn có thể an tâm và sở hữu ngay một chiếc Takio TK3X này nhé. Nếu như quý vị và các bạn muốn sở hữu ngay chiếc máy Takio TK3X này, đồng thời là bình xịt điện COV20DB mà Ngọc Lan đang đeo ở phía sau lưng đây, thì quý vị và các bạn hoàn toàn có thể liên hệ với Ngọc Lan qua số điện thoại cũng như là website Ngọc Lan đã để trên màn hình rồi, để có thể sở hữu ngay một trong hai con máy này nhé. Ngọc Lan xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi Ngọc Lan tới giây phút này. Cảm ơn quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video lần sau.